Jelly Phô Mai, thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà. Con chỉ thích dạy rồi hả? Chứ không chỉ thích dạy kia. Bình thường chỉ thích con là con bình thường không? Con làm gì con chỉ thích đóng dây vậy? Làm diễn viên. Đóng dây vậy ha. Giờ con nói chú nói con á, con diễn ra một bài già lắm rồi đúng không? Tại sao lại không? Con trả lời cuối cùng đi. Tại sao con không đóng vai được mà giờ 80 tuổi? Dạ. Tại con chưa có được. Ok, cái là không hợp đúng không? Thì nó giống như vai Harry, có thể con thích vai Harry mà nó nghe vai Harry không hợp với con. Nhưng con hợp với vai mà bạn có động tính thì sao? Đúng không? Ok, thì con lại thử ngay vai nhá. Dạ. Ok, bây giờ Harry trước nha. Rồi. Bây giờ nó là
4 giờ ấy con trong 5 phút. Trong 5 phút thôi, chú bắt buộc con trong 5 phút vô diễn giai này cho chú. Giai tâm ý chứ không phải là giai giai tâm anh nha, là giai người chị đó, đúng không? Chú nói giai chị đó. Chú con chị em nha. Được. Em làm sao vậy? Em bị điên rồi hả? Buông em ra đi. Em bị điên rồi hả? Bỏ đi. Chị buông nghe em ra đi mà. Thôi đi Tâm Anh. Em có biết cái tiền này á là để Tâm Anh nè,
cứ tặng quà cho con nè. Đây là gì vậy chú? Con mở ra coi đi. Wow, đẹp quá à. Con có con búp bê giống Harry cho nên chú mua con búp bê gần giống thôi. Con có thích không? Dạ, đẹp lắm chú. Nhưng sao chú lại tặng cho con? Tại sao con lại lấy búp bê của Harry? Chú thấy cái lông của con búp bê Harry và cái lông trong phòng của con rất giống nhau. Con còn gì để nói không? Dạ, con rất là ghét bạn ấy. Bạn ấy có tất cả, còn con thì không có gì hết. Bạn ấy đồng nói con không được đụng vô bất kỳ thứ gì của bạn ấy hết. Con xin lỗi chú. Vậy là từ bây giờ con phải cuốn gói đi ra khỏi nhà chú đúng không? Tụi con không đi đâu hết á, cứ ở đây đây. Nhưng mà từ giờ này sao cứ muốn gì thích gì cứ nói với chú nghe chưa? Dạ. Xong anh nè, tại sao con lại nói con không có gì? Trong khi đó con đang có rất nhiều thứ mà Harry không có. Con có biết không? Dạ. Hứa với chú á là không được nói chuyện này với ai, nghe chưa? Kể cả chị hai của con. Dạ. Hứa với chú nha. Con dạ. Con nói nha nha. Dạ. Lỡ kìa con. Rồi, ok, con cứ về. Rồi. Biết đâu bé làm tiếng. Rất đồng với bất dương. Bây giờ.